Hi, xin chào mọi người, mình là Hồng Anh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách pha sữa cho con, pha sữa công thức. Đây mình sẽ pha sữa công thức cho con một cách đúng nhất, đó, hợp vệ sinh nhất. Thì việc pha sữa cho con, pha sữa công thức cho con thì là việc rất là cần thiết. Với các mẹ mà không đủ sữa, hoặc là các mẹ trong lâu năm giai đoạn cai sữa và đổi sữa mới cho con, cái kiến thức pha sữa cho con rất là cần thiết. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách để pha sữa cho con đúng nhất nha. Thì việc pha sữa cho con như thế nào cho đúng nhất để không có bị mất cái những chất dinh dưỡng có trong sữa công thức á, trong quá trình mình pha. Việc đầu tiên là mình sẽ chọn sữa. Thì các bạn cần nắm đầu tiên là con mình bao nhiêu tháng để mình chọn sữa cho cái đúng cái tháng mà của con mình cần uống. Thứ hai nữa là các bạn nên lựa những cái hãng sữa uy tín. Thì có rất nhiều hãng sữa uy tín, nhưng mà con mình nếu như mà có một số trẻ sẽ khó trong cái việc mà uống sữa, mình chỉ cần đổi một sữa thôi. Có thể là sữa này con mình nó thích, hoặc là sữa kia con mình sẽ không thích. Đó, cùng một kiểu nhưng mà con mình thích vị này, con mình không thích vị này. Đó, ở đây là các mẹ nên cái việc mà cái lúc trong cái giai đoạn này, cái việc chọn sữa cho con rất là quan trọng. Lúc mà mua thì các mẹ nên mua hộp nhỏ để coi thì con mình có uống được không, nó có thích sữa này không. Vì mà khi mình mua cái hộp to mà con mình nó không có uống á, nó không thích á, thì sẽ rất là phí phạm và tốn kém. Cho nên là lúc mà mình chọn sữa mình lựa hộp nhỏ, mình lựa đúng tuổi, đúng cái tháng của con mình cần uống. Đó, cái việc chọn sữa là nó là rất là quan trọng. Có nhiều mẹ là sẽ đổ sữa cho con á, sẽ rất là nhiều lần, vì các trẻ sẽ thích sữa này, trẻ thích sữa kia. Và một điều nữa là có một số trẻ sẽ bị dị ứng với đạm sữa bò. Đó, cái việc dị ứng này là không phải là có pha liền, nhiều bé là anh sẽ uống vào và anh sẽ tìm ấn trên cái da của hắn sẽ nổi đỏ đỏ lên. Đó, mình nên khi mà con mình uống sữa công thức thì mình nên quan sát coi thử là con mình có bị dị ứng cái loại sữa đó không. Đó, dị ứng đầu tiên sẽ là đạm sữa bò đó. Bởi vậy là nhiều bé sẽ chuyển qua uống sữa ngũ cốc, sữa hạt, sữa dê. Đó, cho nên là các mẹ sau khi mà đổi sữa mới cho con, trong quá trình đào á, thì mình nên quan sát coi thử trẻ mình có bị dị ứng không nữa nghe. Việc thứ hai nữa là cái việc tiệt trùng cái bình sữa. Thì cái việc tiệt trùng bình sữa là cái việc cũng rất là quan trọng. Thì nếu như mà mình bình sữa mình cho con mình bú mà nó không sạch sẽ thì nó sẽ dẫn tới đau bụng, hệ tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là cái khi mà mình tiệt trùng bình sữa thì mình nên lục. Nếu như mình không có điều kiện mua cái máy tiệt trùng á thì mình sẽ lục, sau khi mình vệ sinh sạch sẽ xong, mình rửa sạch sẽ xong thì mình sẽ bỏ vào nồi, và cái nồi như mình đang dùng là cái nồi riêng cho trẻ, để riêng để lục bình sữa cho trẻ thôi. Đó, với lại các bạn nên lựa cái bình mà nó chịu được nhiệt cao nghe. Còn mà nếu như mà có bình mà không chịu được nhiệt cao, lúc mình lục á, trong quá trình mình lục á, nó sẽ bị ra cái nhựa, nó chảy cái nhựa ra, rất là nguy hiểm. Trẻ bú vào cũng rất là nguy hiểm. Bởi vậy là các mẹ nên nắm rõ cái loại cái bình sữa của mình nó chịu với nhiệt độ bao nhiêu. Thì mình trộn bình, lục bình thì khoảng 3 phút sau khoảng 3 phút thì mình lái ra, mình vớt ra là được. Còn mình có máy tiệt trùng thì mình rửa xong mình ướp vào đó để cho nó tự tiệt trùng thôi. Việc thứ ba nữa là việc mình sẽ chọn nước nha mọi người. Nước dùng để pha sữa cho con. Thì mỗi sữa sẽ có một lượng nước, một muỗng. Nhiều sữa sẽ là 50ml nước và một muỗng sữa, nhiều sữa sẽ là 30ml nước một muỗng sữa, 60ml nước một muỗng sữa. Cho nên là mình cần phải nắm sữa của mình pha với tỷ lệ nước là bao nhiêu. Thứ hai nữa là nhiệt độ nước để pha sữa. Nhiệt độ nước để pha sữa thì sẽ có những sữa là 70 độ, sẽ có những sữa là 40 độ. Đó, cho nên là mình cần phải nắm cái sữa của mình là cần pha với nhiệt độ là bao nhiêu. Thứ nhất là bao nhiêu nước một với một muỗng sữa. Thứ hai nữa là mình pha nước với nhiệt độ bao nhiêu. Thế nhưng mà sữa mà 40 độ mà mình pha với nhiệt độ nước nóng hơn 40 độ, hoặc là mình pha với nhiệt độ nước nóng hơn 40 độ thì cái chất dinh dưỡng trong cái sữa nó sẽ bị hòa tan và mất. Đó. Còn mà nếu như mà cái sữa mà 40 độ mình pha cái nước nó nguội hơn, không đủ 40 độ thì cái sữa mình nó sẽ không được hòa tan hoàn toàn. Đó. Cho nên là mình cần phải nắm cái sữa của mình cần pha với nhiệt độ bao nhiêu và lượng nước bao nhiêu. Và một điều nữa là khi mà pha sữa
thì các mẹ nên cái muỗng có trong cái bình sữa đó, thì các mẹ lúc mà đau á là các mẹ nên gõ 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 này, múc sữa xong, múc bọc sữa bọc xong á, gõ 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 này để cho cái sữa nó xuống, hất xuống hết cả cái bên kia cái muỗng, và mình sẽ gọt ngon nha, gọt ngon, mình không có vung lên hoặc là mình vơ đi là cái tỷ lệ nước của mình cũng sẽ không đúng. Cho nên là các mẹ chú ý là mình nên gọt gọt ngon nha mọi người, múc một muỗng, gõ 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 cho cái sữa nó đi xuống hết ở cái muỗng, và mình sẽ gọt ngon đó, thì là mình mới bỏ vào trong trong sữa. Và một điều nữa là các mẹ không được dùng nước khoáng, bất kỳ loại nước nào trừ nước lọc đó. Mình nên chỉ nên pha sữa bằng nước lọc đó, cho con. Mình không được dùng bất kỳ loại nước nào, nước khoáng, nước lục rau, nước đa sinh, nước trong đất cỏ, các loại nước. Mình chỉ dùng một bình nước lọc để pha sữa cho con thôi. Sau khi mà pha xong á thì mình phải cầm cái bình này này, mình sẽ xoay xoay như vậy để cho sữa và nước nó tan vào nhau. Các bạn không nên cầm cái, không nên cầm cái bình mà sụt 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 này, vì như vậy nó sẽ tạo cái bột trong cái bình sữa của mình, con mình á, sau khi mà con mình nó bú nó sẽ bị nút rất nhiều hơi trong bụng. Cho nên là khi mà các bạn coi xong thì các bạn xoay này, xoay đi để cho sữa nó không, sữa mình nó tan vào nước và nó không bị nổi cái bột á. Và một điều nữa là sau khi mà sữa pha xong sau 30 phút thì mình sẽ không cho con mình bú nữa. Lúc này mình nên khoảng được cái lượng bú của con trong cái cữ này, con mình sẽ bú bao nhiêu sữa đó, mình sẽ pha với cái tỷ lệ sữa như tương ứng. Nếu như mà các mẹ mà pha nhiều hơn á thì sẽ con sẽ bú không hết và sẽ dư ra. Nếu như mà cái sữa nó mà nó dư ra thì các mẹ bỏ ngay, không nên tiếp, để lại cữ sau cho con bú. Thì để lại cữ sau cho con bú thì con sẽ rất dễ bị đau bụng. Cho nên việc mà các mẹ nắm được cái lượng bú cho con trong từng cữ sức đó cũng rất là quan trọng nha. Sau khi mà cho con bú xong thì mình cũng sẽ vệ sinh bằng sữa liền. Lúc này thì mình sẽ mở hết tất cả các nấm bình nát đó, mình mở hết ra, mình vệ sinh bằng nước rửa bình sữa, chuyên dụng rửa bình sữa cho trẻ đó. Chứ mà các mẹ mà dùng nước rửa chén hay là cái gì đó là rửa nước để rửa bình sữa cho bé thì sẽ không tốt nha. Và trên đây là cách để pha sữa công thức đúng cho con. Cảm ơn mọi người đã coi nhé. Bye bye.